Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Revenge of the Sea Team. Trong tập trước chúng ta đã điểm qua các loại súng ống đạn dược của Flank Mod. Đồng thời mình cũng đã làm luôn cả cái bộ áo giáp này để chúng ta có một bộ hoàn chỉnh. Và đổi qua, cái tốc độ di chuyển của mình nó giảm tồi tệ luôn, 99%. Trong khi chúng ta di chuyển theo cách thông thường cũng đã 400 lẻ mấy rồi. Bây giờ nó có cái gì? Smoke Protection là chúng ta sẽ kháng được cái phần khói. Khi chúng ta chiến tranh nó có khói lửa này nọ, chúng ta sẽ không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà tốc độ bị giảm, chống lại được cái việc đẩy lùi cũng tạm tạm. Mà nói chung nó không có bằng bộ áo giáp này đâu. Khi đeo bộ áo giáp này lên có đủ thứ hết trơn hết á. Và tốc độ di chuyển là 406. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ điểm qua các loại khí tài quân sự ở trên mặt đất. Mình đã chuẩn bị sẵn để chế tạo một số món mà mình thích ở trong này rồi. Đầu tiên là chiếc xe tăng Abram. Peng một cái. Một chiếc xe phòng không. Nó có mấy cái pháo phòng không nè. Peng một cái. Rồi chúng ta sẽ có một chiếc xe Jeep đi ha. Peng. Chúng ta hết cái Rotary. Rotary. Nó là Rotary Engine đúng rồi. Nó cần cái tất cả các loại khí tài quân sự hết á. Cái rotary engine này cũng khá mắc, nó cần engine piston, và engine piston lại cần có flint and steel. Giờ chúng ta chế tạo trước nhiêu đó đi, đem mấy cái xe ra ngoài chơi. Xe đâu? Còn một chiếc xe tăng và một chiếc xe jeep nữa. Đây là chiếc xe jeep, rồi chiếc xe tăng ở đây. À, mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta gắn xe jeep xuống trước đi ha. Xe jeep xuống nè, chúng ta bấm vô đây. Chúng ta chưa có lái được. Lên đây thì chúng ta bấm R để kiểm tra. Ta có cây súng, có súng ta bỏ đạn vô là chúng ta có thể kết nối tới cây súng và bắn. Đã à nha, chúng ta bước xuống coi. Thả tôi ra. Ý, ủa, hình như nó vừa di chuyển. Nó có số lùi không mà sao không có số tới là sao? Phiêu. Chúng ta chưa hề bỏ xăng vào trọng mà làm sao nó chạy được? Nè, hết xăng rồi. Ủa, kỳ vậy. Và cargo là cái chỗ để chở hàng nè. Nó còn gì nữa không? Này là shell là cái đạn. Sao nó đi lùi được ta? Hay mình phải sang số? Đâu kiểm tra coi. Control. Chúng ta có rất là nhiều thứ của Flank Mod ở trong này. Đây. Control Switch Key, Debug Key, Gun Key, bấm chữ B, Inventory, bấm chữ R. Rồi Reload Key. Nó có sang số không? Không thấy cái nút sang số. Bomb key, control key, gear up, à đấy kìa, gear up, down, gear up, L, K. Rồi, đầu tiên ta hãy bỏ fuel vào trước đi là tính. Tiếng gì ghê vậy? đúng ghê luôn á. Đây, có thể là nó bị dính nút cho nên mình bấm không được. Giờ trước tiên chúng ta sẽ cần phải bỏ hết những cái nút nào nó bị trùng lập. Gần khi bấm chữ B. Chữ B dính vô cái gì vậy? Bao bồ hả? Dám là bao bồ lắm. C, V nè. Bỏ hết luôn. Chơi nhiều mod quá thì nó đôi khi cũng bị những cái chuyện đó là bình thường. Còn chữ B chúng ta chưa thấy ta. À đây nè. Đâu có cần nó đâu. Và R. R Inventory Key và Reload Key. Switch Mode Key. Rồi không sao đâu. Rồi mình bắt đầu đang chạy rồi nè. Đó. Ôi. Nó chạy hay nó bay vậy? Đừng, coi chừng lát hồi nữa xuống vực thẳm đó. Mình không cần bấm cái nút đi tới, nó cũng vẫn đi tới nha các bạn. Gear up, gear down gì này nọ, cái coi. Đừng có lủi vô trong. Ghê quá, chạy xe thật là kinh khủng. Đây là quái xế. Tôi muốn dừng lại. Vẫn còn chạy.
mình không có thể nào mà chen cái số trên gear, gear up, gear down đâu rồi. À, bấm L nè, vậy mà nó không dừng lại mới giữ. Guitar, bấm F10 thử coi. F10 nó không có thể hiện gì hết trơn đó ra. À, giờ chúng ta có thể điều khiển được không? Một khi đã tiến tới là nó sẽ chạy tới luôn. Thú vị, thú vị. Này là anh ta tắt số rồi nè, thôi nhảy xuống đi. Xe này kỳ quá à. Mọi con nó đang chạy kìa. Hồi nãy mình cũng chưa lên được cây súng đúng không? Chúng ta bước lên chỗ cây súng là được. Ta chỉ cần bấm phải chuột và bắn. Lần này thì bắn bằng nút trái chuột. Nghĩa là bạn sẽ có một người chạy đằng trước và một người đứng ở trên cây súng này để bắn. Ghê thiệt. Ta bấm shift để nhảy xuống và kiểm tra thử ở xe còn nhiêu xăng. Sau một vòng nó cũng không có rút nhiều năng lượng lắm, ấy nhiều nhiên liệu lắm. Chúng ta xài đồ điện riết quen rồi, kêu toàn là năng lượng không à. Bỏ cái xe đó đi. Giờ ra ngoài một chút, bởi vì những thứ này có creeper kìa. Ghê hả? Creeper làm gì vậy? Chúng ta né nó ra chút xíu đi. À, mình không muốn nó nổ banh cái khu vực đó của mình. Theo như thông tin tình báo mới nhất thì có nhóm phiến quân đang đóng ở trong ngôi làng ở đối diện. Mình sẽ dùng chiếc xe tăng này để mình xử lý cái đám phiến quân đó. Chúng ta hãy leo vô xe tăng, bấm R để kiểm tra thử coi. Chúng ta cần phải cho nhiên liệu vào bên trong xe tăng. Mình im lặng để nghe thử coi có tiếng của cái máy động cơ không mà vẫn chưa thấy. Rồi, nhiên liệu nó sẽ vào trong đó. Chúng ta có súng. Súng này không có đem đạn theo như không. Cái gì vậy? Bazaar cover. Cái đó đâu ra vậy? Và shell. Tăng shell. Đó là những cái viên đạn của xe tăng nè. Nhắm con nhện. Thốt. Ấy, phải cao hơn chút xíu. Vẫn chưa trúng. Và đây là cuộc pháo kích. Bùm. Bắn cao hơn chút. Chúng ta bắn vào những cái ngôi nhà phía dưới trước. Chà, cũng khó canh quá ta. Chúng ta có cần đo hướng gió không? Bùm, chính xác. Đây là đợt pháo kích. Tiếp tục. Bùm. Bắn tiếp. Bùm. Và chúng ta đang pháo kích vào nơi ở của nhóm phiến quân. Mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi mà không thấy sự đáp trả nào. Có vẻ đây là sự tấn công từ xe tăng cho nên nhóm phiến quân đó không có đủ khả năng để chống lại chiếc xe tăng này. Chúng ta bắn bay đâu vậy? Bay xa quá. Ghê thật. Bây giờ xe tăng hãy tiến lên. Rồi. Xe tăng đang ở chế độ tự động lái luôn bà con ơi. Rồi, stop được không? Đừng chạy nữa. Xe tăng hãy stop đi. Có chen khúc kìa. Ao 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 ao. Ta có cán con dân làng không? Rồi, xong đời em. Rồi, bà gì đây? Mình đang bị dướng tường hả? Bắn bể luôn. Gì? Zombie hả? Đó là nhóm phiến quân đang chiếm đóng trong cái ngôi làng này đó. Chúng ta cần phải hạ gục nhóm phiến quân đó ngay lập tức. Kỳ vậy. Điều gì đã xảy ra? Đừng bình tĩnh. Đừng đi lui nữa. Chúng ta coi thử xe tăng nó chạy gì vậy. Uh-oh. Vượt rào luôn mới ghê. Là sao? Là sao? Tôi không hiểu. Vậy là sao? Hài quá. Đó, mình đang ở cái thế này nè.
nếu mà mình bắn thì chúng ta chỉ có bắn lên trời thôi, mà nó rớt xuống ngay trúng căn cứ thì đó là điều chúng ta không muốn. Chúng ta nhảy ra bên ngoài đi. Sao kỳ vậy? Vụ gì á? Xe tăng gì kỳ á? Có chiếc xe tăng kìa. Bó tay thiệt mà. Giờ không chơi xe tăng nữa. Mấy món đồ này nó thật là kỳ lạ. Chúng ta chơi cái xe phòng không đi. Chúng ta chưa có pháo phòng không ở trong. Giờ bấm R để mở lớp ship để nhảy ra. C để switch control. Và J. J không thấy gì hết. Rồi. Xe tăng bắt đầu nhảy đầm bà con ơi. Bấm R. Chúng ta có thể bỏ xăng vào trong này. Bỏ nhiên liệu vào trong. Rồi sau đó chúng ta sẽ có những cái shell. Shell nó sẽ sử dụng loại nào? Chúng ta có tăng shell là để dành cho đạn xe tăng. Thì thằng này nó sẽ cần một cái loại shell khác. Kỳ quá nha. Bản mod này nó kỳ lạ thiệt. Giờ cái xe tăng này làm sao xuống? Mình sẽ cần phải đi coi thử coi cái chiếc này nó cần cái loại nào để chúng ta gắn cái pháo phòng không lên. Mà mình quan tâm nhiều nhất là làm sao tháo chiếc xe tăng xuống đây. Này là đập lấy cái kia rồi. Không liên quan đến chiếc xe tăng đó. Làm sao chúng ta đập chiếc xe tăng xuống? Điều này không vui chút nào. Ỷ Thiên TV không thích điều này. Chắc là cứ để đó. Hình như là mình đập luôn cả cái cục này ra luôn rồi. Thiệt tình. Xe tăng thật độc đáo. Để sử dụng được cái xe thứ ba hồi nãy, chúng ta cần phải chế tạo những cái rocket. Đây là Mim 23 rocket, là chiếc nãy á. Giờ cần cái gì? Mons bomb, rồi tới fiber class, block up redstone và iron ingot. Thì chế tạo thôi. Mình vừa kêu thêm lên để chúng ta làm mấy cái small bomb. Và ta sẽ chế tạo thẳng mấy cái rocket này luôn. Ghê nhà, chế rocket luôn. Hết redstone thì phải. Đúng không? Hết fiber class chứ phải redstone. Hả? Tại sao lại hết được? Nhớ là mình cũng kêu làm một mớ nữa rồi mà ta. Cái gì vậy? Và chuyện gì mà nó giật dữ vậy? Khi mình nhìn về cái hướng nào đó nó bị giật giật. Lý do dẫn tới giật lắc là do phía bên ngoài cái mớ farm nó có quá nhiều quái. Nghĩa là cái hệ thống kho chứa bên dưới nó không còn chỗ chứa. Và mình đã phải chỉnh lại một số thứ. Và chúng ta sẽ không cần phải giữ lại những cái khẩu súng hay là những cái thành phần của cái con Android nữa. Bỏ hết luôn, không cần thiết nữa. Chúng ta có rất là nhiều ở đây, quá chừng súng luôn. Legendary không luôn á. Khi mà mấy con Android đó chết thì nó sẽ rớt ra những cái cây này và những cái bộ phận cơ thể. Những thứ mà mình xài đều từ mớ farm mà ra. Giờ ta không cần sử dụng nữa thì chúng ta bỏ hết. Giờ chúng ta lên chỗ chế tạo tiếp cái glass fiber nào. Bỏ vào bên trong cái smeltery. Không phải lộn với smeltery. Redstone furnace, tự nhiên smeltery. Để nấu nó thành fiber glass là ta có thể tiếp tục chế tạo được những cái rocket của thằng M23. Fiber glass đã được nấu xong. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục chế tạo rocket. Bây giờ mình sẽ chế khoảng 6 trái đi. Chúng ta công thức này chứ. Và một. Nó không stack lại với nhau hả? Vậy chế tạo 3 trái thôi. Cho thui thêm trái nữa được không? Đủ mà. Chúng ta thiếu redstone. Thì làm thêm. Redstone block đã có. Chúng ta sẽ làm thêm một cái rocket nữa. Bởi vì một cái xe đó nó có tới 3 cái lận. Và đi ra bên ngoài. Chiếc xe tăng vẫn còn đang trồng chuối. Xe tăng này đi trồng chuối vui lắm. Leo lên. Bấm R. Bấm vào phần shell. Bỏ. Ta bước xuống. Nó đây. Nó hơi nhỏ ha. Ở ngoài đời chiếc này bự lắm á. Ta leo lên lại nào. Và nhắm. Chuyện gì nữa đây? Rồi sao? Bây giờ nhắm đại đi bắn. Rồi bay mút mồ luôn cưng. Bay mút mồ luôn. Nó bay thẳng chứ nó không bay theo đường vòng. Chính xác. Nổ. Wow. Ta hãy bắn thêm một phát ở trên cao một xíu. Và nhảy khỏi chiếc xe đó. Mấy chiếc xe này có cái tiếng rất là khó chịu. Ta bay vào bển coi thử cái sát thương của nó như thế nào. Cũng khá lớn. Và hồi nãy bắn không trúng phía trên này hả? Cái giấy.
Sao chúng dẹp loạn được phiến quân đây? Thiệt tình luôn. Mấy cái xe này làm thất vọng quá. Mà thất vọng nhất là chiếc xe Jeep á. Chúng ta có cần thử lại không? Mình nghĩ là chút nữa chúng ta sẽ thử lại đi ha. Mình cũng đã làm thêm được hai cái rotary engine để mình tiếp tục chế tạo thêm những chiếc xe tăng khác. Ta còn chiếc gì? Tiger. Được á. Một chiếc. Và ta có gì nữa nào? Ngoài Tiger ra, ta cần cái gì nữa? À, một chiếc pháo này đi. Thì nó cần phải có một cái... Nó cần engine không? Coi lại coi. Cái pháo đó cũng cần engine luôn. Nhưng mà nó cần thêm hai cái bánh xe lớn. Bánh xe lớn thì nó khác cái công thức của bánh xe nhỏ. Đây là bánh nhỏ nè, small wheel. Còn đây là bánh lớn. Bánh lớn cần có nhiều da hơn. 18 da. Đủ không đây mới ghê chứ. 16 da chứ lộn. Có vẻ như không đủ da. Ta cần hai cái bánh lớn. Không lấy giờ mình phải chạy đi lấy da nữa ta. Thôi giờ để thử chiếc kia trước đi rồi tính ha. Chúng ta hãy lấy chiếc Tiger ra. Nhìn thử coi. Chiếc Tiger của tôi đâu rồi? Đã phát hiện chiếc Tiger. Và mình vẫn không hiểu tại sao mà nãy giờ cái khung hình của mình khi chúng ta mở cái này lên nè. Mở nhất là có cái bản của Flank Mod thì cái khung hình nó giảm kinh khủng lắm á. Chúng ta hãy đặt chiếc xe tăng Tiger xuống. Đây là chiếc tăng rất là nổi tiếng của quân đội Đức nè, trong thời Thế chiến. Chúng ta leo vào đây. Chúng ta bấm Fuel. Thông thường là cứ bỏ cái năng lượng, cái nhiên liệu, năng lượng hoài. Chúng ta có gun là cái súng. Rồi ta có shell. Qua bên cái xe tăng bên kia lấy. Bởi vì gắn hết vào cái bên kia rồi. Chiếc này. Chúng ta cần có cái shell của nó. Mấy em này mình muốn bắn lắm á. Nhưng mà mình không thể nào bắn được. Mình bắn cái là nát hết cái phần đó luôn á. Không được chút nào cả. Chúng ta leo vô. Shell. Gắn vào. Ủa, mình gắn vào chưa? Tự nhiên mình gắn lộn. Đây là bơm này để ném chứ đâu phải là để gắn cho xe tăng. Đó. Các bạn có nghe tiếng nó gài đạn không? Có vẻ như nó khác chiếc Abram nãy. Rồi, chúng ta có thể vận hành chiếc Tiger này ngon lành hơn nhiều. Abram rất kỳ quá. Mình muốn cán con nhện. Cán nó. Cán chưa? Chưa cán. Quay lại. Nếu bắn được nó là chuyện bình thường rồi. Chúng ta phải chạy sao cho nó vô trúng cái nhện. Mình tỉnh lại coi nhện. Để cán cái coi. Nó có mất máu nhện không cưng? Cán con cù thử coi. Cán chúng ta. Ê, đừng. Lùi lại. Bấm. Rồi, nó đang đi lùi lại kìa, mừng quá. Rồi, đi lùi lại đi. Vui rồi. Giờ ta bắn thêm vài phát qua bên kia nữa coi. Sao nó đi lùi hoài vậy? Nó đi lùi. Rồi đó, giờ nó chuyển sang đi tới. Mấy cái này phiền quá. Ê, chơi vũ khí dưới đất này thật sự rất là phiền. Ta đi ra nè. Xe tăng nó vẫn tự chuyển động. Ta ngắt engine của nó chưa? Xe tăng có chỗ chứa đồ luôn. Là để chứa đạn này nọ. Và để sửa chữa. Được rồi. Và công việc của mình là phải đem chiếc tăng này xuống. Không có cho nó trồng chuối nữa. Sao nó xuống được đây ta? Mình còn không biết sao cho nó xuống được nữa. Ở già. Cái gì thế? À, nó rớt xuống rồi nè.
À, mà sao chiếc tăng này nó chạy kiểu gì vậy? Ta không. Rồi dừng 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 con ơi, đừng chạy nữa. Có nút gì cho nó dừng không? Đừng chạy nữa, đừng 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 làm điều đó. Ai, mừng quá. Nó có cái gear up, gear down gì đó mà chúng ta không thể nào chỉnh được cái gì cả. Giống như chúng ta không có được quyền điều khiển xe tăng vậy đó. Nó thích sao làm vậy à? Nó vẫn còn còn chạy kìa. Ghê thiệt. Cái động cơ đó làm sao? Hình như có vẻ nó cũng đã tắt động cơ rồi. Nó chỉ còn rung Hài thiệt. Bó tay luôn. Bây giờ chúng ta đi vào bên trong đó làm thêm một cái rotary engine nữa để chế tạo một cái cây súng. Chúng ta hãy cùng nhau chế tạo thêm hai cái bánh xe lớn. Nó đây và bấm 1 và 2. Start lại không? Start. Tốt. Qua bên này, mình đã đủ hết tất cả mọi thứ để chế tạo cái khẩu súng này. Khẩu kế bên thì sao? Cũng đủ luôn, nhưng mà chế khẩu bên này đi. Hay muốn làm khẩu kế bên? Màu xanh với màu xám. Nãy giờ chúng ta xám nhiều hay xanh nhiều? Hai cây nó cũng chẳng có gì khác nhau mấy, cũng chỉ là bắn đạn thôi. Súng bắn đạn thôi chứ bắn gì vậy? À, ta đi ra ngoài trước đi ha, và sạch thử coi cây này nó cần cái đạn gì. MI-57, không thấy. Ta để xuống. Đây là một cái xe pháo. Chúng ta có thể kéo nó theo ở đằng sau xe được á. Chúng ta bước lên. Dòm. Dòm. Nhắm. Nó bắn rất là thấp ha. Nó bấm vô để coi cái shell. Shell là M157 MM shell. MM là kẹo sô cô la đó. Là vì có chuyện mà kẹo sô cô la ở đây. Kỳ vậy shell. Nó có cái gì? Shell nó không có. Và chúng ta có thể bỏ được cả xăng vào nữa hả? Ủa sao kỳ vậy? Chiếc này đâu có tự chạy được đâu mà bỏ xăng vào. Phải không? Đây là pháo mà. Mà pháo thì chỉ có kéo theo thôi chứ sao tự chạy được. Cái quan trọng là chúng ta phải bỏ cái đạn gì vào đây. Mình bỏ thử. Chắc chắn là không được. Tìm hiểu. Ta hãy coi thử có bao nhiêu loại đạn mà chúng ta có thể gắn vào trong này. Giờ nó có flang mod nó có mấy cái này nè, RPG rồi cái này là gì? Tiger. Stinger missile. Phải nó không? Này là rocket của thằng kia. Và MK4 rocket. Súng này theo mình nhớ là bắn đạn thông thường chứ không phải là bắn rocket. Nó không có để cái loại đạn gì cho chúng ta tìm cũng dễ ha. Ta vô trong đó coi lại coi. Mình vẫn chưa tìm được cái loại đạn để sử dụng cho cây súng đó. Nhưng mà bạn nào biết thì hãy để lại trong phần bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!